Đỗ Mỹ Linh xả kho loạt khoảnh khắc hiếm khó tin của ông xã. Sau 5 tháng kết hôn, Đỗ Mỹ Linh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên ông xã doanh nhân. Vào tối ngày 30 tháng 3, nàng hậu Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải hàng loạt khoảnh khắc hài hước của ông xã Đỗ Vinh Quang trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1996 cũng hào hứng đu trend đang được dân tình dần dần ưa chuộng, chia sẻ những clip vui nhộn ở trong điện thoại. Đỗ Mỹ Linh đã xả kho hàng loạt khoảnh khắc ngây ngô bắt trend của ông xã doanh nhân. Anh luôn ủng hộ và sẵn sàng quay video hot hòn hot trên mạng xã hội theo yêu cầu của bà xã Đỗ Mỹ Linh. Thậm chí, nàng hậu còn phải thốt lên, hồi này làm sao ý nhỉ? Bảo gì cũng nghe. Có thể thấy doanh nhân Đỗ Vinh Quang luôn yêu thương và cưng chiều nàng hậu hết mực. Anh không ngại ngần cùng vợ diễn xuất trong các video, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ. Sau thời gian dài hẹn hò, Đỗ Mỹ Linh và ông xã doanh nhân đã chính thức về chung một nhà, trong sự chúc phúc của bạn bè, gia đình và người hâm mộ vào tháng 10 năm 2022. Sau khi kết hôn, người đẹp sinh năm 1996 không còn tham gia nhiều hoạt động trong showbiz Việt mà lui về tập trung, chăm sóc và lo cho gia đình nhỏ của mình. Nàng hậu từng chia sẻ cuộc sống làm dâu trong gia đình nhà hào môn, tôi lập gia đình chưa lâu, mới được 4 đến 5 tháng nên cuộc sống vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Hiện tại tôi sống chung với bố mẹ và cả bà nội chồng, nên gia đình lúc nào cũng đông đúc, có nhiều hoạt động với nhau. Thời gian đầu, tôi vẫn chưa quen với những sinh hoạt của gia đình, nên luôn được mẹ chồng chỉ dạy rất nhiều. Trong dịp Tết vừa rồi, tôi cũng cố gắng phụ giúp mọi người các công việc nhà. Tôi nghĩ mình cần thời gian để dần thích nghi với cuộc sống mới như bây giờ. Thời gian vừa qua, người đẹp còn vướng nghi vấn mang thai vì liên tục để lộ hình ảnh vòng hai lùng lùng và loạt động thái lạ như chụp ảnh giấu dáng, diện trang phục rộng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.